Mình đã lốt lại để mình ấy. Mình vẫn không tìm được cái ông Tanaka ở đâu. Có khi mình nên quay lại này. Palonia múa chắc là nó loanh quanh đây nhỉ. Chúng ta quay trở lại trường này, chúng ta nói chuyện với một số cái bạn của chúng ta là xong. You complete the collection. Nó chơi ông già thôi nhỉ. Oh, you stay here for the dark. Yes. Ủa, bây giờ mình vẫn có thể chơi được mấy cái này à? Vậy nhìn. Ủa, thế là bây giờ vẫn có đi làm mấy cái vô bổ được à? Nhưng mà không, chúng ta có nhiều thứ hơn. Là bác già rồi. Ủa, không tìm thấy ông Tanaka thật. Mantaro no. Có thế là vẫn spend time được đây à? Chỉ là mấy cái shop này mình không vào được thôi. Nhưng mà tôi muốn vào tại Velvet Room. Quay về trường đi vậy. Chúng ta sẽ đi lại một vòng xem lại tất cả những cái thứ ấy trước khi chúng ta end game. Mình hy vọng là cái bản trên Steam của Portable là nó sẽ vẫn có cái không gian 3D chúng ta đi. Nói chung mình không biết. Nên là nếu các bạn nào khi mà cái bản này ra thì các bạn hãy quay lại để các bạn bảo mình xem mình có đoán sai không. Còn nếu mà bản Portable mà nó chỉ giữ được cái không gian như này thì đúng là cái bản đấy sẽ là cái bản Definitive Edition đấy. Definitive Edition. Mình còn ai chưa gặp nhỉ? Mình còn Yuko thôi. Cái em mà... cái manager trong đội chạy ấy. Oh, này handsome, cậu phải cậu đi. Tớ cũng thế, ít nhất tớ muốn thế. Tớ sẽ đi một đâu đó. Tớ sẽ đi với cậu. What? Không, không nơi nào. Thế thì... nào, cậu không thể đâu. Tớ sẽ đi... và... thư viện trung tâm à? Và thật là... tớ... I hardly even read. Tớ còn không đọc thư viện ở trong trường. Nhưng mà tớ đang học về nhiều cái... thuốc trong thể thao. Nên là... tớ nhận ra tớ đã không có nhiều thời gian ngày hôm nay. Xin lỗi cậu về cái đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta cùng nhau, tại sao chúng ta không nói một chút nhỉ? Chúng ta sẽ đi với cả... như cậu có muốn đi với tớ ra ngoài cổng không? Được. Hôm nay anh đi hẹn hò bao nhiêu em? Well, tớ sẽ đi đây. Good luck for you. Come on, let's go out. Mình ơi. You know, tớ biết là... cậu biết tớ là tớ không thể làm điều này mà. Em là vì đi học à? Em bây giờ không chơi như đợt trước. Hãy nhớ rằng what I told you là tớ đã kể cậu lúc trước rồi. Về việc mà tìm ra được cái ước mơ của tớ. Tớ đã chưa bao giờ có cái đấy cho đến khi mà, đến tận bây giờ à. Nên là về các bạn tớ đã thật sự đã quá lười biếng á. Nói thật à, cái điểm tớ thực sự tệ. Nên là tương đối là khó để mà thi vào trong mấy cái trường đấy á. Thì là lý do mà tại sao tớ phải cố gắng á. Tớ thực sự muốn á. À, đi chơi với cậu. Tớ xin thề đấy á. Tớ thực sự muốn ở cùng cậu. Và tớ thực sự muốn cảm nhận được cậu của Toan nhỉ. Cảm nhận đi em, rồi đi, thế cảm nhận một tí thôi đi. À, nhưng mà tớ sẽ phải bình tĩnh á, không phải bình tĩnh. Phải đúng rồi, bình tĩnh. Cái patience này. Phải bình tĩnh nhỉ? Kiểu patience ấy. Bình tĩnh. That is why I give. Nên là tớ vẫn hay nói bản thân mình như thế. Kiểu hold it. I want to take my dream to my own. Tớ muốn có thể tự chủ được cái giấc mơ của mình à. Và đứng cạnh cậu à. Với cái đầu nó ngẩng. Với kiểu như đứng cạnh ngẩng đầu.
đứng cạnh cậu để ngẩng cao đầu. Và tớ cũng muốn đi cùng cậu nữa. Ôi, tầm này mẹ mày, nó sẽ có một hàng dài gái đi cạnh anh. Này chết. I just want, thế này thì mỗi em chỉ có một ngày trong tuần. I just want I charm the pen of you. Nhưng hãy cẩn thận đấy. Tớ sẽ khiến cậu phải sốc vẻ xinh đẹp của tớ. Cậu sẽ bị đổ gục vì tớ một lần nữa. Thì đùa thôi. Nhưng mà như anh xin lỗi, em không không đủ tuổi so với cả em Yukari nhà này. Nói chung là em cũng xinh nhưng mà so với em Yukari thì nó khác hẳn một level. Này, you know what that say? Cậu biết là thường hay nói gì không? Bia ngon hơn ạ. Sau những ngày làm việc vất vả. Mình chả biết là ở Việt Nam nó có câu nào như thế. That's what I mean. Và đấy chính xác là những gì mà ý của tớ. Vì if we are patient, nếu mà chúng ta bình tĩnh bây giờ à? Phải bình tĩnh. Kiên nhẫn nhé. Không phải, phải bình tĩnh, kiên nhẫn. Patient, kiên nhẫn. Và chịu đựng thêm một chút nữa thì sau đó cậu thật là ngu. Hãy nhìn xem à, cậu khiến tớ phải nói cái gì. Nói cái gì? Chắc là mình phải đọc lại, chắc mình không biết là cái ý của này. Là dù sao chăng nữa, đấy là những gì mà tớ đang định nói. Tớ sẽ gặp lại cậu sau. Let's go again. Hãy gặp lại sau ở lúc nào đấy nhé. Kiểu như là nó kiên nhẫn là tối chúng ta gặp nhau sao? Hay là kiểu tớ nói thế nhỉ? Chắc mình nghĩ là như thế thôi. Kiểu như là bây giờ từ hành chính không tiện gặp ấy. Bạn này có cái menu mua đấy. Nhưng mà bây giờ là ủi mẹ chúng 18 Cutlet Sandwich. Không biết còn ai nữa không? Thực ra là vẫn còn, nhưng mà mình muốn gặp mấy cái nhân vật đấy. Mình vào đấy. Mình có thể nghe được cô Toriumi. Thôi đi vào chào cô giáo chủ nhiệm tí. Năm sau chúng ta sẽ có cô mới ấy. Hoặc là cũng có thể là khả năng là thầy mới. Chúng ta phải chào cô để lịch sự. Cô Terauchi. Cô Terauchi này xinh phết nhỉ. Cô là dạy hóa à? Phải không nhỉ? Mình không, nếu mà mình nhớ không nhầm. Là dù sao à? You have been different. Cô này là cô Ti này. Thực ra cậu đã... Là có vẻ như cậu dạng này hơi khác nhỉ? Toriumi. Cậu nhìn có vẻ như là càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Những cái bài giảng của cậu ngày hôm trước thì đã thực sự làm tớ phải... Ý bà nói là cái bài giảng của cậu lần trước rất là tuyệt ấy. Có vẻ như là cậu đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tớ chưa bao giờ thấy cậu thực sự là tâm huyết về việc giảng dạy như thế này. Đấy thực sự là không thể tưởng tượng. Và tớ cũng đã học nhiều hơn à, và chuẩn bị kỹ hơn ở trong thời gian gần đây à. Think like how to come in. Nên là chuẩn bị giống như kiểu mấy thứ giống như là làm sao để mà communication. Đó là cái cách thức làm như nào để mà dạy bài học mà tớ chuẩn bị à. Là sẽ if that I start it now. Nhưng mà nó cũng rất là lạ là tớ mới bắt đầu trong mấy thời gian gần đây thôi à. Thế là từ năm đầu tiên bài dạy là toàn dạy mấy cái nhảm nhí cho mình à. Cái vấn đề thì là tớ đã quyết định là không lãng phí thời gian của mình nữa. Và chỉ sống cho hiện tại thôi à. Thế là như thế nào. Và that wonderful. Tớ thực sự là ấn tượng vì cái sự thay đổi của cậu đấy. Nhưng mà cái chuyện gì đã khiến cậu làm như vậy? Well, when I go up for one ấy. Là tớ phải nói là có một ngày trong một tuần này, trong một cuối tuần này, tớ đã gặp một ai đó. Nên là tớ đã kiểm tra lại cái cuộc đời của mình. Vậy con người đấy thì thì có vẻ không nhỉ? Thế chắc chắn phải là một người. Thế bà nghĩ tớ là chó à? phải, tớ hiểu rồi. Nên là tớ cũng đã từng trải qua cái thời kỳ đấy. Now that I think it. Là bây giờ nghĩ lại thì đúng á. Là tớ đã gặp về cái người chồng đáng yêu của tớ.
Và cái đấy nó thực sự là một cái cuộc gọi của định mệnh. Một cái tiếng gọi của định mệnh thôi. Is that what I say my head hurt? That the lie. Nó có phải là như là mọi người hay nói rằng là cái đầu tôi bị đau. Là dù sao chăng nữa. Is that the hard thing to say a single line like me? Tori Yumi. À có nghĩa là bà đã bảo là đấy là cái lúc mà tôi gọi gặp chồng tôi ấy thì cô đây bảo là liệu cái đây là điều mà nói hơi bị khó nghe đối với một cái cô một gái chưa chơi chồng như tớ đúng không ạ? Nên cậu từ đội tớ nên là Toriyomi này là mình cũng quyết định đi luôn. Bitcoin liệu mọi thứ có ổn không, liệu em có cần cái gì không, em nhìn không còn khỏe, cũng có thể để em đi vào chỗ phòng y tá đi à? Ồ, em đã làm rơi một cái gì đó. Cái cô nhặt hộ này cái gì? Là cô Toriyomi đã nhặt cái điện thoại của mình. Có vẻ như cô Toriyomi đã để ý được cái hình nền. Toang rồi. Đây là. Nào, là handsome. Điện thoại đấy không được sử dụng ở trong trường đâu. Hoặc cái kiểu cái là cái màn hình đấy. I read. I look you. Why? What a charming confession of love. Thực sự là một cái đáng yêu về việc thổ lộ tình cảm của mình à. Liệu cậu đã làm cái này sao? Handsome cool. Liệu em đã làm cái này sao? Không. Không, đây là người yêu trên mạng của em. Toàn. Ơi. Là người yêu trên mạng. Thôi bỏ qua cái đấy đi. Cái chuyện gì đang xảy ra nha? Tại sao lại handsome cool lại có được cái ảnh chụp màn hình như này? Đừng kể với cô là cậu ấy ấy lên mạng à? Đừng kể với em là em cũng lên mạng à? Nhưng mà cái người duy nhất có thể ở trên cái server vào lúc đấy là toàn. Đây cô hiểu được vấn đề đúng không? Hứ? Không, không đời nào. Nó không thể nào. Liệu đây có phải trò đùa? Và này giờ xấu hổ. Không. Nhìn trông ghét kiểu xấu hổ quá ai. Này, hãy bình tĩnh nữa nào cô Toriyumi. Làm một ai đó gọi bác sĩ đi. Cô này kiểu là kiểu xấu hổ quá, sốc. Handsome cool. Đừng kể với cô là em là Tatsuya nhé. Ai xây ra tôi chưa? Thế là cô đã nói cái này với em ra. Toàn cô. Không. Điện này thực sự là quá tệ. Là vui vết à? Thế đúng kiểu là cô giáo á. Toàn là này là thằng em đẹp trai quá đấy. Cô này cô sốc mẹ nó ngất ở chỗ. Khóc. À, có vẻ như cô Toriyumi đã khóc. Không, chuyện này không thể nào. À, tôi sẽ bỏ luôn cái trường này. Tôi sẽ rời đi ngay. Và tôi sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi ước là bây giờ tôi đã chết. Nên là một ai đó hãy giết tôi đi. Mình sẽ bảo là xin chào Maya-san. Nên là đúng kiểu mấy cái bọn otaku kiểu nói chuyện với nhau nhỉ. Thế thì cậu thực sự là khóc tiếc. Bây giờ kiểu này có vẻ bình tĩnh lại. Nên là đúng bà này cũng thừa nhận là bà này đang thích mình ở trong lớp mà. Tớ là Maya. Tớ là Maya đây. Cậu có vấn đề gì về cái đề không? Tại sao cậu không nói một cái gì đi? Cậu thực sự là tên ngu ngốc. Cái này xấu hổ quá. Nên chả biết nói như nào. Cô giáo bình tĩnh nhưng mà có một cái thứ gì mà tớ đã muốn nói. If we women, nếu mà chúng ta có thể đối mặt với nhau này. Tớ đã muốn cảm ơn cậu. Là tớ đã có thể xoay chuyển cái cuộc đời của mình ấy. Nên là tớ đã rất là biết ơn cậu. Nên là hãy bỏ ngay cái nụ cười trên mặt của em đi. Không thì là cô sẽ không, cô sẽ loại bỏ hộ em bằng cái cú đấm của cô. Toàn quá nhỉ. Nên là thằng này cũng không làm gì. Ok, cũng chả làm gì thằng này. If you do mà nếu mà em không ngại
nếu mà em không ngại thì liệu chúng ta có thể đi ăn tối hai mét. Ồ, to the hell with it. Bỏ đi. Hai mét nhỉ. Cũng thương cô này nên cô ấy chả biết nói gì ấy, ngại quá ấy. Nên là kiểu hơi bất ngờ với cô, kiểu là hơi bị bỏ bom quá ấy nhỉ. Nên là chúng ta không muốn kiểu là đánh bom cô thế, nhưng mà tự nhiên mình lại làm rơi ấy. Hoặc là chúng ta cố tình làm rơi. Nên là nó sẽ là một điều không không hay ấy. Khi mà đi vào đây mà không có lý do. Nhưng mà tôi có lý do mà. Hài vết. Nên là chúng ta còn con mồi ở đây. À còn em Chiro ra. Nên là cái mà với cô giáo đây là vui nhất này. Nên là đúng như những gì mà chúng ta mà kiểu là nghi ngờ ấy, thì là cái nhân vật Maya là trên thực tế đích thị là cô giáo luôn. Cô chủ nhiệm. Nên là trò này rất là phạm thượng. Hiện con em này. What's up lady, handsome son. Anh có ổn không? Anh nhìn có không được khỏe. Sao anh cũng bảo là mình không được khỏe nhỉ? Tôi khỏe như một con trâu, như một con thú. Anh lên nhà, về nhà nghỉ trước khi mà mọi chuyện tệ hại hơn. Bây giờ thì, xin lỗi. Nếu mà anh cảm thấy ốm á. And here I am. Và em lại khiến anh đứng như thế này à? What are you going to say? Thế em định nói cái gì? Thế thì tìm chỗ nào để anh ngồi đi. Em làm sao? Nó cũng không có nhiều nhưng mà. Tại cái gì đây? Nên là mấy em mà kiểu romantic thì nó vẫn có cái cảnh riêng. Hãy nhìn cái tờ rơi này xem. The history of passion love between teacher and student. Cái lịch sử của tình yêu giữa học kiểu như tình yêu nồng cháy giữa thầy giáo và học sinh. Con này nó không thích. People are free to fall in love with each other. Nên là con người có thoải mái để có thể yêu nhau à? Nên là cũng chẳng có gì xấu xa về cái đấy hết. And can see why it would be a problem. Nên là em cũng không thể thấy được là nó sẽ là cái vấn đề gì à? Nếu mà cái tình yêu đấy là giữa người thầy giáo và học sinh, nhưng mà that give them the right to make fun. Nó là cái chuyện đấy không phải là cái việc mà để bọn họ có quyền để mà trêu cười như vậy à? Thế là bây giờ thầy giáo học sinh ok à? Good à? Em sẽ viết một cái bức thư để phản đối lại cái tuần báo ở trường. Bọn này nó không được bóc phốt đấy. Không bóc phốt thầy cô giáo. I'll be alright on my... Em sẽ ổn thôi anh. Em sẽ tự đi à? Em sẵn sàng cảm ơn anh rất nhiều. Nó chỉ thế thôi á. Em đã quyết định rồi. Nó không có nhiều nhưng mà... Năm sau em muốn gia nhập vào hội đồng học sinh à. The thing that showed me up the way to change. Em đã có rất là nhiều thứ đã cho em thấy được là cái cách đã cho em thay đổi được bản thân mình à. I was student council. Em là hội đồng học sinh và anh. Nên là em đã muốn em sẽ muốn cố gắng hơn à. I want to like myself more. Em muốn được tự tin hơn về bản thân mình à. I want you to like me. Và em cũng muốn là anh yêu em hơn. Và em muốn là cái người đầu tiên trong cái suy nghĩ của anh. Nên là đấy là lý do tại sao em thích anh. Ok. Cái này anh nghe nhiều rồi. Còn gì nữa không em? Còn gì hay on không? Em đã nói cái gì vậy? Em không thể tin được là em lại nói một cái thứ như này. Lại ở trường nữa. Em xin lỗi. Well, em xin thứ lỗi cho em. Cũng có thể lần sau là chúng ta sẽ về nhà cùng nhau. Còn này nhanh thế. Anh chỉ muốn cái này thôi. You know there are a lot of play. Nếu mà không phải ở đấy thì cũng còn rất nhiều nơi mà em muốn được đi. Và em muốn đi đến những cái nơi đấy cùng anh này. Ok. Em lại chạy tiếp. Run bitch. Nên là mỗi ngày chúng ta chỉ được một gặp mọi em. Bây giờ phải sắp lịch thì không. Về sau thì nó chồng chéo chết. Bây giờ lại còn có cô giáo nữa chứ. Mẹ toan kìa. Bây giờ lại phải có lịch cho cô giáo này chứ. Nên là mình không biết là còn ai nữa. Hình như là hết rồi sao. Mình lại còn một cái Mitsuru nhỉ. Mình không biết là còn ai nữa.
còn ai nữa, hình như là hết. Mình quay lại. What the matter? Có vẻ em không khỏe. Hãy đảm bảo là em nghỉ ngơi để hen sang san. Thầy thật sự lỗi chị ạ. Ý của chị là tất nhiên là thú. nên là bà này bảo là chỉ nói tên của mình khi mà hai người ở cùng nhau ấy. Còn mình thường là hội họ ấy. Nếu mà em không phiền, liệu chúng ta có thể đến nơi nào để nói chuyện riêng không? Chị có một việc phải chị còn có một số việc phải làm. Nhưng mà chị muốn ở cùng em cho đến khi đến lúc đấy á. Chúa. Hãy đến phòng Tiên Castle ơi. Khóa cửa vào nhá chị nhé. Khóa lại nốt chìa khóa. I'd like to see it one more. Chị muốn nhìn thấy nó trước khi chị tốt nghiệp. Ơ chỉ thế thôi à? Mình tưởng vào đấy có chuyện riêng. Lock the door. Khóa cửa. Thế nhà mấy cái rank cuốn này nó không lồng tiếng ấy. Cái phòng này chứa mang lại kỷ niệm rất là nhiều à. You were only away for a little while due to exam. Là nó chỉ trống vắng một chút khi kiểm tra. Nên bây giờ đang trống nè. Ý chịu là như vậy nè. The result has been posted yet. Cái kết quả thì chưa được đăng nhưng mà chị không không đâu, chị đoán chắc là mình đã tốt nghiệp lớp 12 this spring, nên là cái mùa xuân này, thế là mùa xuân này học luôn á. Chị trở thành một sinh viên đại học. Khiếp, học gấp thế. So this will be my last chance. Đây sẽ là cái cơ hội cuối cùng chị nhìn thấy cái cảnh như này. I don't have much time today. Chị không có nhiều thời gian ngày hôm nay. Tất cả những thành viên của trong gia đình này đã họp lại để đã họp lại. Tập đoàn Kizero Group có vẻ như mạnh mẽ bây giờ à? Nhưng mà trên thế giới rất là yếu ớt à? Và nó có thể phải đổ sập bất kỳ lúc nào. Này toang thật đấy. Nên là chị phải cứng rắn á. Nên là chị kết nạp thêm người vào đi. Mitsuru có vẻ như mệt. Liệu em có thể giúp? Ừ, tất nhiên là em có thể à? Trên thực tế á, có một thứ gì mà chỉ em có thể làm thôi. Ai lại có thể giúp chị thư giãn á? Nếu mà chị mệt mỏi được chứ. Là em chỉ sợ chị làm chị mệt hơn. Huel in lên a shoulder. Chị sẽ mượn vai của ai khi mà chị cần sự support à? Chị thế thôi á. If you can think of anyone else. Nếu mà em có thể nghĩ được một ai khác, hãy để cho chị biết. Không, em chả biết ai. Em chả biết thằng nào. Nên là rất sớm thôi à. Chị sẽ chia tay với những người trong dorm này. I've been slowly packing up. Chị đang dần dần dọn đồ. Bạn này phải dọn đồ mà. Gọi mẹ bọn kia đến dọn. Nhưng mà mọi thứ đã không thực sự ổn. Everything, tất cả mọi thứ để mang lại kỷ niệm. Những quyển sách, những cái bức ảnh, những cái miếng vải và nhiều thứ khác. Mà cái hội này nó quên mấy cái này thì mà bây giờ nó vẫn nhớ là bọn em gặp nhau nhỉ? Điều đấy. Cái năm cuối của chị kia có vẻ ngắn nhưng mà nó có rất nhiều cái kỷ niệm hay ho à? Và nó đã trôi qua rất là nhanh này. Đặc biệt là sau khi mà em đã đến. Anytime I pass with you. Là bất kỳ cái thời gian nào mà chị dành với em ở trong dorm. Or speaking with you, I thought my heart. Nên là khi mà nghĩ đến em thì trái tim của chị như tan vỡ. Hoặc là vỡ. Kiểu vỡ tim ấy. Kiểu vỡ tim này là kiểu là căng thẳng ấy. Kiểu thổn thức ấy. Chứ không phải là kiểu đau tim ấy. Hoặc là kiểu là broken heart. Chị chưa bao giờ biết được rằng là lại có một cảm giác như vậy ở bên trong. Nếu mà em đã không đến cái trường này thì chị không biết là chị sẽ trở thành một con người như thế nào. Nếu mà chị đã không gặp em, liệu chị có đã chấp nhận cái đám cưới được sắp xếp này không? Hoặc là chị lại vứt bỏ tất cả mọi thứ, đi lái mô tô một ngày nào kia mà không bao giờ quay trở lại. Số phận là một điều kỳ diệu. Ở đâu là một điều bí ẩn nhé. But then no one really. Nhưng mà cũng không cần phải nói về quá khứ nhiều quá.
chị có nhiều thứ phải làm, phải tiếp tục bảo vệ cái tương lai của tập đoàn Kitiro và bản thân mình này, và em có thể là trở thành một phần của cái tương lai để handsome. Em liệu em có hiểu cái vấn đề đó? Toang nói. Thế nên là mối quan hệ bà này là phải cưới luôn ấy, không có có lơ mơ nhiều ấy. Để come to visit the Kyo hết. Thế nên là đôi em hãy qua nhà chị chơi đi à? Rồi chị sẽ biết. Chị muốn bọn họ quen với cái bộ mặt của em à? Tôi chỉ là trẻ mồ côi không có thừa kế thì lại ăn chửi. Nó đã gần đến giờ rồi à? Chị phải đi đây. Chị ước là chúng ta sẽ gặp lại nhau, quay trở lại dorm à? Nhưng mà chị sẽ về muộn à? Cũng có thể là tuần này à? Đó chắc là cuối tuần này. Hay là cuối tuần là chỉ có hai chúng ta thôi. Tất nhiên thôi. Được luôn, duyệt luôn. Well, see you. Cuối tuần lâu thế, còn mấy hôm nữa mà. Bây giờ mới thứ tư. Why so slow? Mình biết là còn ai nữa nhỉ? PA room này. Mình nghĩ là hết rồi sao? Mình nghĩ là hết rồi. Thằng Junpei này không phải bạn thân. Yukari đấy hết rồi. À còn Aegis nữa nhỉ? Không thấy Aegis đâu nhỉ? Còn một nơi mình chưa đi là lên mái nữa. Thôi để mình nhớ vào trong cái lúc mà mình sẽ đi vòng vòng thôi. Còn mỗi trên mái mình chưa đi. Ở trên mái nó không có á.